Ôi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Hồi trưa em like mà quên chúc anh em 2 tháng 9 vui vẻ anh em. Tối nay em chúc bù nha anh em, cũng còn trong ngày nha. Hơi còn kẹp. Rồi, anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha. 0917414042. Số điện thoại mà ngày nào em like cũng để cho quá trời quen này. Số này là số Zalo luôn. Kênh của em là cửa hàng Mai An Tèo ha. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc, anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Thì em báo cho anh em là cái tình hình máy em đi là em sẽ tháo và đầu và lắp riêng như thế này nha anh em. Đây, đầu là một kiện và lắp là một kiện. Hàng tới á, thì anh em thông cảm làm ơn là ráp lại giùm em. Còn anh em nào lần đầu tiên xài hàng mà không biết đường ráp thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ mình lắp ráp ha. Nói chung hàng lắp ráp cực kỳ dễ anh em, như đồ chơi của nít vậy đó, chứ không có khó vậy. Anh em để vô ngay khớp cái anh em dẫn ốc này là cứng là xài ha, chứ không có chân ha, anh em đừng có lo lắng. Rồi, hàng hôm nay vẫn có hàng xây đình cho mình nha. Giá 1.3 triệu. Và hôm nay có con cơm Matsu 26-34 ly tôm gời ha. Hôm nay hàng dưới này thì 4 con, hết 3 con tôm gời anh em. Anh em nào muốn chế cháo là có hàng cho mình chế luôn. Rồi anh em nhớ xem clip thì nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên, con này là con B1 nha. Rồi con này nồng 33 ly nha anh em. Nó 24cc lên nha. Nói chung dòng này là khá là khỏe luôn á, tầm 24cc là khỏe rồi đó. Made in Japan, chụp giật còn tem mát luôn nha anh em. 24cc á là nó khỏe theo kiểu là mình xài gia đình. Còn anh em nào mà cắt cước á thì anh em nên lấy con máy to, hoặc là anh em cắt cước nhưng mà anh em cắt cỏ gia đình thôi. Còn anh em mà cắt cỏ cứng cứng á thì anh em thông cảm làm ơn giùm em là xài dao. Chứ để em đăng mà anh em, nhiều anh em nói mà xài con máy gì mà la khỏe đập cước vô tư, thì anh em cũng phải coi cái công suất thì anh em nói thì cũng em phải hiểu chứ. Anh em cứ giả bộ này không hiểu mà anh em vô trách móc em cũng tội nghiệp. Máy á, em mới đập cước vô tư là khi mà anh em xài gia đình, cái cây cỏ nhỏ nhỏ thì anh em đập cước mới được. Còn mà cỏ cứng thì anh em làm ơn xài dao giùm em ha, chứ em không có nói lại quy chung. Em quy chung là con máy vậy là anh em đập cước mà cỏ nào đó cũng đập được ha. Thì cái này anh em nhớ nghe rồi anh em hiểu giùm em, chứ anh em giả bộ anh em không hiểu rồi anh em quay qua trách móc em cũng tội nghiệp ha. Con này chạy chế 2 kim nha anh em. Bình xăng zin theo máy nha. Con này tôm gời ha. Con này em hay gọi là Tanaka sao. Công tắc nằm ở đây. Rồi, con này là lắp tay đầy đủ ha. Còn thiếu cái ga thôi. B1 giá 1.3 triệu ha. Giá thì phải gọi là cực kỳ phải chăng luôn. B2 là con Shinewa. Rồi con này nồng 32 ly ha anh em, 23cc. Dòng này thì dòng máy bugi đứng thì nó khá là khỏe, nó khỏe thì chung nó có một phần nó nhỉnh hơn về cái thằng bugi nằm ngang. Thì cái này anh em xài hàng anh em sẽ biết ha. Con này chạy chế là chế Wambago luôn nha anh em, chế zin, chế cực kỳ lại xăng luôn. Bình xăng zin theo máy ha. Tum liền, tum nhựa. Đây phía sau đó còn chữ Shinowa luôn nè. Rồi con này ga là ga zin nó luôn anh em, ga giữ zin của Nhật luôn. Công tắc làm zin là ghi đông luôn ha, cực kỳ dễ xài luôn. Đang cắt mỗi tay qua sẵn nó bóp luôn, tắt luôn, nhẹ nhàng. Láp đầu bò zin theo máy ha. Con này là zin nguyên cây luôn nha anh em. B2 giá 1.350.000 ha. B3 là dòng Echogen. Mới để chút xíu mà nó bị tuột xăng anh em, bởi vì mình phải là thao tác từ đầu ha, bóp xăng, mình đóng e gió, xong rồi giật cái nó chạy rồi thì mình mở e gió ra ha. Con này là bình xăng zin theo máy anh em, công suất của nó nồng 32 ly, công suất của nó là 23cc, chạy chế 2 kim. Con này được một cái là hơi hít còn ngon lành cạnh đầu luôn nha anh em. Anh em kéo hơi là anh em kéo tao là nghe nó ực tới đó là thấy nó phá rồi đó, là thấy hơi máy này còn ngon đó, piston quạt kia là còn ngon lành đó. Con này tum liền mà cái là tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi con này là có ga là ga bóp ha, đầu bò zin nha. Này em gắn bóp xe đạp mình luôn nè. B3 giá 1.450.000 ha. B4 là con Hitachi.
Rồi con này nồng 32 ly ha, 23 cc, thông số trên máy còn đầy đủ, số xe ghi cho mình luôn. Con này chạy chế 2 kim, bình xăng zin theo máy anh em. Nhìn con này phải gọi là cực kỳ chắc chắn mà gọi phải có một phần gì đó gọi là dày dày cộm anh em, dày cộm về con máy á ha. Con này tum liền mà được cái cũng là tum nhôm luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Công tắc nằm ở đây ha. Rồi, con này tai ra là ga bóp ha anh em. Đầu bò là bò zin theo máy luôn nha. B4 giá 1,5 triệu ha. B5 là con Gobin, con này Gobin thầy chùa anh em. Rồi con này nồng 32 ly ha anh em, 23 cc, Gobin thầy chùa nè anh em, nhìn không nó láng óng nè, bây gọi là Gobin thầy chùa anh em, cái tên khá là thân thuộc luôn. Con đây là tum liền tum nhôm nha anh em, cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi con này có tai có lắp, đầu bò zin theo máy ha. B5 giá 1,5 triệu, nhìn con này cũng khá là ngon lành luôn anh em ơi. Anh em xài mà xài hàng muốn xài hàng bền, xài châu đấy thì anh em lấy mấy con này nha, nó bền nha anh em. B6 là con Tanaka. Con này nồng 32 ly mà nó tới 25 cc lận nha anh em, khá là khủng luôn á. Tanaka, bình xăng là bình xăng zin theo máy nha, chạy chế 2 kim, áo màu đỏ khá là đẹp luôn ha. Đặc biệt tum ghề tum nhôm, anh em mình có thể chế cháo các xịt thuốc này kia là ngon lành luôn. Con này các xịt thuốc cũng khá là ngon nha anh em. Công tắc nằm ở đây ha. Rồi, tay lái lắp ngon lành trình đầu luôn rồi đó. Zin theo máy ha, có tay lái mới thôi. Còn lắp là con này là sơn tĩnh điện nha anh em, cực kỳ chắc chắn luôn. Nè, anh em cào là không bao giờ ra, anh em chỉ có lấy cái đồ sắc nhọn anh em cào thôi, nó bị chạy xước thôi. Chứ cái đó là dính heo luôn đó, như cây nhôm mà anh em sơn tĩnh điện vậy đó ha. B6 giá 1,5 triệu, 50 ngàn, quá ngon luôn. B7 con này là dòng cơm Matsu G2KC ha. Con này nồng 32 ly ha anh em, 23 cc, chạy chế 2 kim. Đặc biệt tum gời tum nhôm cho anh em luôn. Ha, quá trời đã luôn này, anh em vừa tháo gà anh em gắn thì thuốc là vừa luôn, để vô rồi vừa hính luôn á. Công tắc nằm ở đây ha. Rồi, lắp tay là tay mới ha anh em. B7 giá 1,6 triệu ha, dòng cơm Matsu luôn, dòng máy có tiếng luôn nha anh em. Cuối cùng là con B8, con này là cơm Matsu đời mới nha. Còn đây là chụp giật có lò sóng nha anh em, giật cực kỳ nhẹ luôn. Một cái tua đầu tiên anh em giật lên là chạy luôn ha. Nòng 34 ly, 26 cc, chạy chế 2 kim. Bữa giờ con này em lên con này là con cỡ thứ 3, con thứ 4 đó anh em. Nói chung là lên là con này anh em chốt đầu tiên không à. Tại vì thứ nhất là cái giá nó phải chăng. Cái thứ hai nó 34 ly, nó 26 cc nữa. Thì một cái là con này là tum gời, tum nhôm luôn anh em. Bởi vì anh em phái giờ cực kỳ luôn, lên là anh em hút liền không à. Ha. Rồi, tay lái, lắp, đầy đủ. B8 giá 1,7 triệu, 50 ngàn, giá cực kỳ phải chăng luôn, bởi vì anh em cực kỳ thích luôn ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em nha. Chào tất cả anh em.